Xin chào bạn, hôm nay là Lý Inox Công Đức. Chúng tôi xin giới thiệu bạn cái bộ sen cây thân rời có cái mã hiệu là BV1405S. Cái bộ này là cái bộ thay thế cho 1205 trước kia nha bạn. Thì cái này là cái bộ sen cây có cái cụ sen và thân sen rời. Thì tôi sẽ tiến hành để mở sản phẩm này ra để chúng ta xem bên trong có những cái phụ kiện gì ha. Chúng ta và xem qua cái mẫu mã của nó. Thì trong cái sản phẩm thì nó đầu tiên là sẽ có cái giấy hướng dẫn sử dụng lắp đặt nha bạn. Đây. Cái mẫu mã của nó là tương đối giống này. Chúng ta lưu ý là cái đường cấp nước thoát nước thì chúng ta chú ý làm cho nó giống này ha. Thì cái sản phẩm này thì nó sẽ không có cái phiếu bảo hành tờ giấy, mà bởi vì nó là bảo hành điện tử. Tôi sẽ đưa ra tất cả phụ kiện ra để chúng ta sẽ xem từ cái sản phẩm này nha. Đây nó có cụ sen rời đây. Tương đối là hơi nhiều các bộ phụ kiện các bạn. Thì chúng ta sẽ xem trước cái cụ sen nha. Đây, cái cụ sen này nó chính là cái bộ là đây, cụ sen này. Đây cái mã của cái 405. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm ra nha. Cái cụ sen nha bạn. Đây có tay sen nè, dây sen. Thì cái cục sen này nó là cục sen nóng lạnh các bạn. Chúng ta chờ cái đường cấp nước thoát nước 150. Bên trái là nước nóng, bên phải nước lạnh. Thì cái cục sen này chất liệu chính là bằng đồng mạ rôm đi kèm các bạn. Ngoài ra cục sen thì nó đi kèm là chúng ta dây sen nè. Cái chân để che cái chân sen. Đây là cái tay sen. Tay sen này tay sen 3C của Inox các bạn. Cái sen này tương đối kích thước rất là lớn và có 5 chế độ khác nhau. Sen chất liệu bằng nhựa và rôm niken. Để qua cái bát sen trần. Cái bát sen trần này thì là cái bát sen này có đường kính là 200 và mặt ở dưới đây thì nó bà mạ rôm, cái núm cao su thì màu đen các bạn. Phía trên trong đây thì nó cái đầu này có thể quay qua quay lại, chúng ta có thể di chuyển cái nắp này được ha, cái bát sen này được. Ngoài ra thì nó còn cái thân cái cần của sen ha. Cái cần sen này thì cái thiết kế của nó tương đối hơi cong lên như thế này. Phần này là phần trượt cho sen tắm. Cái này tay sen ta gắn vào đây, ta trượt lên xuống cái thân sen này. Đây là cái dây nối giữa cái cụ sen và thân sen cấp nước. Còn phần này là cái thân chính của cái cây sen nha. Ngoài ra thì nó còn các phụ kiện ở đây. Chúng ta sẽ cố gắng xem qua luôn để chúng ta nắm được cái bộ phận bên trong nó nha. Cái này á, là chúng ta sẽ gắn vào cái đầu thân sen này dùng để chuyển hướng các bạn. Đó. Ngoài ra nó còn kèm thêm hai cái cục để kẹp cái thân sen. Cái này nó hai cái giống nhau, tôi sẽ mở một cái nha bạn. Thì đây là tổng quan hết tất cả các phụ kiện của cái cây sen 1405S này ha. Đây là cụ sen nè, tay sen, dây sen, cái thân sen cây nè, mắt sen nè, cái đầu chuyển hướng nè. Nó có các phụ kiện như này. Thì
cái bộ sen này là cái bộ sen nóng lạnh và có cái cục sen rời, nên chúng ta nó linh động được cho chúng ta là cái vấn đề chiều cao nha. Chiều cao của cái sen mình có thể di chuyển lên xuống rất là dễ dàng, bởi vì do cái nó sử dụng cái dây bền như thế này, thì nhưng mà nó vẫn có một cái mức giới hạn nhất định. Thì cái của cái sen ta sen cây này á, hiện tại đang được cung cấp ở đại lý Túc Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc là click vào cái đường link, chúng tôi để đường link vào phần mô tả của clip này, chúng ta có thể xem giá bán như đặt hàng trên website của tôi. Thì cái sen này hiện tại trong cái mùa khuyến mại mùa đông 2020 này đã có chương trình khuyến mại đặc biệt, quý khách có thể liên lạc đặt hàng. Tôi cảm ơn.